đề mà mình tin chắc là đang có rất nhiều bạn mong chờ, đó chính là tất tật về tẩy da chết hóa học. Không biết là đến bây giờ nghe tới tẩy da chết hóa học thì có bạn nào còn đang chần chừ phân vân không? Mình khoảng 3-4 năm trước khi mà nghe tới tẩy da chết hóa học hay là bất cứ một cái gì liên quan tới hóa học là mình cứ sợ sợ nó sẽ không tốt cho da hay là nó sẽ cháy da chẳng hạn. Đặc biệt là khi nói tới tẩy da chết hóa học thì chúng ta còn nói tới axit nữa đúng không? Thì hôm nay mình rất hy vọng là đối với những bạn mà chưa hiểu nhiều về tẩy da chết hóa học cũng như là những bạn mà mới bắt đầu sử dụng tẩy da chết hóa học thôi thì mọi người sẽ có cái nhìn chính xác hơn và chọn ra cho mình được những sản phẩm phù hợp nhất nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ nói một chút về tẩy da chết vật lý. Tẩy da chết vật lý là phương pháp chúng mình tác động trà sát lên bề mặt da bằng các vật dụng hoặc là những sản phẩm mà có chứa hạt scrub nhỏ nhỏ được chiết xuất từ đường đen hoặc là được chiết xuất từ hạt mơ là một vài những cái chiết xuất mà phổ biến nhất, hoặc là một số sản phẩm khác thì có dạng gel. Khi mà chúng mình massage trên bề mặt da thì nó sẽ tạo thành ghép và ngay lập tức sau khi rửa lại với nước mình sẽ cảm thấy là da của mình mịn màng căng bóng. Cá nhân mình sau khi sử dụng qua nhiều phương pháp tẩy da chết khác nhau cũng như là trải nghiệm nhiều sản phẩm tẩy da chết khác nhau thì mình thấy là mình thích cái phương pháp tẩy da chết hóa học hơn, vì nó sẽ giảm được cái khả năng là gây tổn thương bề mặt da và nó cũng nhẹ nhàng hơn, dùng cũng tiện hơn rất là nhiều nữa. Rồi chúng mình sẽ quay lại với tẩy da chết hóa học thì những cái tên tiêu biểu nhất đó chính là AHA và BHA. Bên cạnh đó thì còn có LHA và PHA, thì là hai cái thành phần axit cũng thuộc nhà AHA và BHA nhưng mà nó dịu nhẹ hơn và gần như là mình thấy nó xuất hiện ít trong các sản phẩm skincare. Ví dụ như khoảng 20 sản phẩm AHA BHA mình dùng thì chỉ có một sản phẩm chứa LHA và PHA thôi. Vậy nên trong video ngày hôm nay thì mình chỉ đề cập tới AHA và BHA thôi. Sau khi mà đã hiểu về hai cái này rồi thì mọi người hãy yên tâm sử dụng LHA và PHA nhé. Trước khi đi vào với những điều cụ thể hơn thì mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa cho tất cả những bạn nào mà còn e dè dè chừng với axit thì AHA và BHA mặc dù là axit nhưng mà nó đã được nghiên cứu khoa học và đã được kiểm chứng bao nhiêu năm nay trên da mặt của tất cả rất rất nhiều người rồi. Cá nhân mình cũng là một fan cuồng của AHA, BHA. Vậy nên là mọi người hãy yên tâm, nó không hề có hại gì cho da đâu nhé. Đầu tiên, AHA là viết tắt của Alpha Hydroxy Acid. Đây là một acid gốc nước và có nguồn gốc tự nhiên từ mía, sữa, táo, nho. Bạn này thì sẽ phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da khô, da xỉn màu và da bị lão hóa. Về công dụng thì AHA là một acid gốc nước nên nó sẽ không thâm nhập sâu vào trong da mà chỉ hoạt động ở trên bề mặt da thôi, làm tan đi tất cả những cái tế bào chết cũng như là những cái vảy khô bong chóc trên da. Với những bạn nào mà có da khô giống như mình chẳng hạn, mọi người sẽ nhìn thấy rõ cái hiệu quả mà AHA mang lại. Mình thì gần như là mình sử dụng AHA hàng ngày luôn và tất cả những cái khu vực da của mình mà hay bong chóc ở hai bên mép mũi chẳng hạn thì gần như là nó được mịn và nó không thấy cái vảy bong chóc đâu nữa. Mình thường đắp cái bông tẩy trang có thấm AHA để lên mũi một lúc, kiểu buổi tối ấy, lúc mình skincare thì mình sẽ để lên một lúc để những cái bên này của mình nó rất hay bị bong ấy thì nó sẽ được bong ra. Khi mà tán phấn make up như thế này thì nó rất là mịn, không có bị kích ki hay là khó chịu. Nói chung là những bạn nào mà hay dùng AHA thì mọi người sẽ có một làn da mịn màng, glowy, gần như là không có lợn gợn khó chịu gì ở trên da. Chỉ số lý tưởng nhất để chúng mình có thể sử dụng AHA hàng ngày là ở nồng độ 5-10% và độ pH từ 3-4. Về các loại AHA mà chúng ta thường gặp thì sẽ có là glycolic acid này, lactic acid, malic acid, malic acid, tartaric acid và citric acid. Rất là nhiều loại đúng không? Và trong đó thì có 3 loại phổ biến nhất là glycolic acid, lactic acid và malic acid. 3 loại này thì mình cũng đã từng sử dụng rồi. Khi mà nói về từng loại một thì mình sẽ đưa ra cho mọi người một số sản phẩm mà mình yêu thích nhất. Glycolic acid là một thành phần tẩy da chết hóa học được ưa chuộng nhất của nhà AHA. Nó có chiết xuất từ mía và phân tử của nó thì rất là nhỏ thôi. Chính vì vậy nó sẽ thâm nhập sâu nhất vào trong da của chúng ta để làm sạch và mịn da. Nói về sản phẩm thì mình sẽ có sản phẩm ở đây cho mọi người là AHA 7. 7 ở đây tức là 7% glycolic acid. AHA 7 Whitehead Power Liquid của COSRX. Đây là một sản phẩm mình cũng rất thích và highly recommend cho những bạn nào mà có, đúng như cái tên của nó thì những bạn nào mà hay có mụn đầu trắng ấy. Thường thì những cái mụn đầu trắng nó không quá là nghiêm trọng, nó chỉ là do chúng ta không làm sạch kỹ và nhiều khi do tuổi nữa thì nó tạo thành những cái mụn trắng ở trên bề mặt thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm này. Khi mà chúng ta dùng bông cotton cùng với sản phẩm này chúng ta lau đi ấy, thì lúc mà chúng ta lau ấy thì những cái mụn đầu trắng đó nó cũng sẽ dần dần được biến mất. Nói chung sẽ rất là phù hợp với những ai mà đang đau đầu với mụn cám, mụn đầu trắng. Thế nên là mọi người có thể tham khảo bạn này sử dụng luôn như toner sau bước làm sạch, sau đó thì sử dụng thêm một sản phẩm kem dưỡng có chứa AHA nữa thì càng tốt.
Lactic acid thì thường được chiết xuất từ sữa và nó nhẹ dịu cũng như là ít gây kích ứng hơn là glycolic acid. Một sản phẩm chứa lactic acid mà mình rất thích đó chính là The Ordinary. Bạn này thì có chứa lactic acid là 10%. Cái dòng này của The Ordinary thì còn có một loại là lactic acid 5% nữa. Bởi vì là mình đã quen với acid trước đó rồi nên là khi mà sử dụng thì mình dùng luôn cái 10%. Những bạn nào mà mọi người chưa sử dụng acid trước đó bao giờ thì mọi người hãy chọn cái 5% sử dụng trước nhé. Nhưng mà thật ra 10 hay 5% thì mình đều thấy nó khá là nhẹ, dùng trên da mình cảm thấy êm lắm, không có vấn đề gì cả. Bạn này có texture dạng serum vậy nên dùng rất là tiện. Chúng ta vừa có thể cấp ẩm vì nó còn có chứa HA hyaluronic acid nữa. Tuy nhiên với da khô của mình, bởi vì là da của mình nó khá là khô ấy, mà đợt đó mình dùng bạn này vào mùa đông thì mình thấy nó thấm nhanh quá, thành ra nó không có cảm giác bóng bóng giữ nước trên da của mình nhiều lắm, nên mình vẫn phải sử dụng một cái loại serum cấp ẩm khác cùng với kem dưỡng. Nhưng mà nó sẽ rất phù hợp đối với những bạn nào mà da dầu hoặc là những bạn nào mà không thích cái cảm giác thoa serum bị bóng nhẫy ở trên da thì mọi người sẽ rất là thích cái bạn này. Cuối cùng là malic acid thì được chiết xuất từ hạnh nhân. Đây là thành phần gần như dịu nhẹ nhất của nhà AHA, cũng là thành phần tẩy da chết mà mình đang dùng hàng ngày trong vòng mấy tháng nay. Thì mình có một sản phẩm này, ta-da, đây là một sản phẩm quen thuộc rồi đúng không? Mọi người biết là mình làm cho Wishen, thế nên là mình có cơ hội nhận được rất là nhiều sản phẩm skincare. Thì cái bạn này đã là chai thứ hai của mình rồi, mình đang dùng hết một nửa cái chai thứ hai này rồi, cả mình và chồng mình đều dùng. Thì cái bạn này chỉ có chứa 5% là malic acid thôi, nhưng mà khi mà apply lên da thì nó lại châm chích nhẹ. Da của mình không vấn đề gì nhưng mình vẫn cảm thấy châm chích nhẹ trong vòng 1 cho tới 3 giây đầu. 5 buổi tối trên một tuần thì mình đều dùng bạn này. Mình cảm thấy tất cả những cái vùng da bong chóc cũng như là những cái lợn gợn ở cái khu vực quanh mũi này gần như là không có luôn. Rất là thích và highly recommend cho mọi người. Ok, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang BHA. BHA là viết tắt của beta hydroxy acid, là một loại acid gốc dầu và cái tên mà chúng ta hay gặp nhất đó chính là salicylic acid, có chiết xuất từ vỏ cây liễu. BHA tan trong dầu nên sẽ phù hợp với những bạn nào mà có da dầu, lỗ chân lông to, có mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn bọc, tất cả những loại mụn thì mọi người sẽ phù hợp với BHA. Vì tan trong dầu nên nó sẽ đi sâu vào trong lỗ chân lông của chúng ta, làm sạch lỗ chân lông, giúp có thể kháng khuẩn, kháng viêm, cải thiện tình trạng thâm sau mụn và giảm cái nguy cơ là hình thành mụn. BHA với nồng độ 1-2% và độ pH từ 3-4 thường sẽ phù hợp với mọi loại da. Mặc dù không phải là một người có da thiên dầu mụn nhưng mà mình cũng đã trải nghiệm và thử test trên da của em trai mình rồi da của các bạn trong team Queen Cosmetics và đọc các review để tổng hợp ra cho mọi người 4 sản phẩm có chứa BHA mà mình cảm thấy là đình đám nhất cũng như là mang lại cái hiệu quả tốt nhất trên da của các bạn dầu mụn. Đầu tiên là một thương hiệu mà cực kỳ đình đám ở Hàn Quốc với BHA, đó chính là COSRX. Ta-da! Mình chọn ra ở đây được 3 sản phẩm cho mọi người. Ba bạn này thì đều có chứa BHA với nồng độ từ thấp tới cao và cái texture của nó thì lỏng và chỉ sệt sệt một chút xíu thôi. Dù là ở trên bao bì viết là gì đi chăng nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được ba bạn này như là một bạn toner, vì mình thấy là nó có cân bằng lại da sau khi làm sạch xong và nó cũng thực hiện được cái chức năng là tẩy da chết, làm sạch da nữa. Nhân vật có nồng độ BHA thấp nhất chính là bạn màu xanh này đây. Bạn này có tên đầy đủ là 2-in-1 Poreless Power Liquid. Thì bạn này có nồng độ BHA là 0.1% thôi. Bên cạnh cái việc là tẩy da chết nhẹ nhàng cho da, siêu nhẹ nhàng ấy, thì nó còn có chức năng chính, đó chính là xay khít lỗ chân lông. Thì nó sẽ phù hợp với hai loại da. Đầu tiên là da khô giống như mình, không có cái vấn đề gì cần phải sử dụng BHA ấy, nhưng mà lại cần tìm một cái loại mà nó có tác dụng với cái mụn đầu đen trên mũi là một, và nó giúp xay khít lỗ chân lông ở hai phần ở bên cánh mũi và mũi. Loại da thứ hai phù hợp với bạn này đó chính là những bạn có da dầu, lỗ chân lông to và chưa từng sử dụng BHA bao giờ, sợ là sẽ kích ứng với BHA, thì đây sẽ là một sản phẩm để mọi người có thể bắt đầu cái công cuộc sử dụng tẩy da chết hóa học nhé. Nói chung mình thấy rất là thích, mọi loại da có thể sử dụng được. Nếu như chúng mình muốn tăng nồng độ phần trăm của BHA lên thì sẽ có bạn COSRX màu đỏ này. Bạn này có chứa 1%. So với bạn màu xanh này thì mình thấy là bạn màu đỏ này cái texture của nó sệt hơn một chút xíu và nó có cấp ẩm nhiều hơn một chút xíu. Thì đây, nếu như mà dùng quen cái 0.1 rồi thì chúng ta có thể lên cái 1% này. Và sau khi đã quen với 1% rồi mà vẫn cái tình trạng là mụn ẩn rồi, mụn đầu đen vẫn nhiều thì chúng ta hãy tăng mức độ nữa lên. Chúng ta sẽ có bạn BHA 4% này, bạn màu đen này. Mình sẽ không khuyên cho những ai mà mới bắt đầu sử dụng BHA, mọi người đã ngay lập tức sử dụng 4%. Ok, nếu như da của mọi người khỏe như da mình chẳng hạn thì mình dùng
ngay lập tức 4% mình cảm thấy ok, không vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà da yếu thì mình vẫn khuyên là nên từ 0.1 và 1% này trước. Cái này sẽ phù hợp với những bạn nào mà kiểu như là da của mọi người mụn đầu đen mãi không hết, mụn ẩn mãi không hết. Tuy là 4% nhưng không có nghĩa là cứ dùng 4-5% thì chúng ta sẽ sạch được mụn, mà mình phải kết hợp với các bước chăm sóc da khác, cũng như là nếu có điều kiện thì mọi người nên đi lấy hết nhân mụn ra, sau đó hãy về chăm sóc da lại từ đầu, kết hợp sử dụng bạn này thì may ra mụn ẩn của mọi người mới bay hết và da mọi người mới trở về cái tình trạng là mịn màng được. Cuối cùng, một bạn BHA nữa cũng rất là đình đám trong thế giới trị mụn, đó chính là BHA 2% của Palachoice. Bạn này thì mình cũng đang có một cái lọ dở, mình dùng gần hết rồi thì mình chỉ sử dụng bạn này cho mũi thôi. Thì đương nhiên nó không hết 100% mụn đầu đen, nhưng mà nó có giảm được, mũi của mình có sáng lên so với cái lúc trước khi mình sử dụng bạn này, mình cảm thấy khá là ok. Bạn này quá nổi tiếng rồi. Một đặc điểm chung của tất cả những sản phẩm tẩy da chết hóa học mà mình đã dùng qua thì nó gần như là không có hương liệu. Mọi người sẽ ngửi thấy nó có một chút xíu mùi hoặc là không có mùi gì cả. Thế nên những bạn nào mà quá nhạy cảm với mùi hoặc là sợ hương liệu ở trong sản phẩm skincare thì mọi người cũng có thể yên tâm với tất cả những sản phẩm mà mình đã recommend cho mọi người trong ngày hôm nay nhé. Khi mà mình chia ra AHA và BHA riêng như thế này thì chắc chắn sẽ có bạn hỏi là: ủa chị ơi, thế thì mình có thể sử dụng được AHA và BHA cùng trong một chương trình skincare không? Thì cái này đương nhiên là có, vì bản chất là có rất là nhiều sản phẩm cùng chứa AHA và BHA trong một loại sản phẩm. Ví dụ như cái toner này của SunBaby chẳng hạn là một cái đặc trưng đúng không? Hoặc là bây giờ trên thị trường thì đang có một vài cái nổi chúng mình gọi là peel da ấy. Thì ở đây mình có The Ordinary AHA 30% và BHA 2%, hoặc là cái Red Peel này cũng đang rất là nổi khoảng mấy tháng trước, khoảng tầm nửa năm rồi đúng không? Thì nó rất là nổi, bạn này có chứa tới, để mình check lại nhá, bạn này có chứa tới AHA là 20% và BHA là 0.45%. Thì đây nó thuộc về peel da rồi nên chúng mình cần phải làm đúng theo hướng dẫn. Thứ nhất là không được sử dụng hàng ngày, nếu như mà da yếu quá thì tuần một lần thôi, sau đó quen rồi thì tuần mới nên sử dụng hai lần. Mình thì mình mới chỉ sử dụng qua cái bạn The Ordinary này thôi thì mình cảm thấy có cũng khá là ok, nhưng mà mình cũng chỉ test thôi chứ chưa có đủ thời gian để sử dụng kiểu liên tiếp, vì thực sự là da của mình nó không cần tới những cái này ấy. Thật ra thì mình vẫn khuyên mọi người là nếu như chúng mình dưỡng da kiểu dần dần ấy, không có cái sự kiện trọng đại gì sắp đến mà cần phải da đẹp hoặc là peel da ấy, thì mình vẫn khuyên mọi người là nên sử dụng những cái nồng độ thấp thôi để chúng ta dưỡng dần dần thì nó sẽ bền hơn. Rồi, trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến với một vài lưu ý khi sử dụng AHA và BHA. Đầu tiên, AHA, BHA thì cần thời gian hoạt động trên da của chúng ta thì mới mang lại cái hiệu quả tẩy da chết, nên chúng mình hãy ưu tiên sử dụng những sản phẩm có chứa AHA ở dạng như là toner này, serum và kem dưỡng. Thị trường thì có một số sản phẩm sữa rửa mặt có chứa AHA, BHA, nhưng mà rửa mặt thì chúng ta chỉ massage 1 phút là nhiều đúng không? Thế nên là mình sợ là 1 phút đó thì nó cũng không mang lại quá nhiều hiệu quả trên da của chúng ta đâu. Khi sử dụng AHA và BHA, đặc biệt là ở những lần đầu tiên thì mọi người sẽ cảm thấy rõ cái cảm giác là châm chích, nhưng mà nó chỉ kéo dài từ 3 cho tới 10 giây tùy sản phẩm thôi. Nếu như sau 1 cho tới 2 phút mà bạn vẫn cảm thấy là da của mình bị châm chích hơn, nóng rát rồi ngứa ngáy thì hãy ngay lập tức phải đi rửa lại với nước lạnh. Và cái trường hợp này thì nó chỉ xảy ra với những bạn nào mà da quá nhạy cảm hoặc là mọi người sử dụng ngay lần đầu tiên đã sử dụng BHA ở nồng độ cao thôi. Nên nếu như mà làm đúng hướng dẫn từ nãy đến giờ của mình thì chắc chắn là không xảy ra trường hợp này đâu. Có một câu hỏi mà mình cũng nhận được rất nhiều, đó chính là mọi người hỏi là sử dụng AHA, BHA xong thì sau bao nhiêu thời gian mới apply các bước dưỡng tiếp theo. Với mình thì AHA mình sẽ vừa mới thoa lên da xong thì mình sẽ apply các bước dưỡng tiếp theo luôn, nếu trong trường hợp mình không có thời gian, còn mình có thì mình sẽ đợi tầm 10 giây cho nó khô lại rồi mình dùng. Còn BHA thì mình đợi lâu hơn một chút, tầm 30 giây cho tới 1 phút, hoặc là mình vỗ vỗ táp táp cho nó thẩm thấu nhanh vào da rồi mình dưỡng các bước dưỡng tiếp theo luôn. Một số thông tin có bảo là đợi 20 phút nhưng mà mình thấy nó cũng không hẳn là đúng. Mình vừa đọc thông tin một phần nhưng mà mình sẽ tự cảm nhận trên da của mình một phần nữa để quyết định là mình dùng như thế nào cho nó hợp lý. Thì mình thấy là cái việc mà chúng ta đợi quá lâu như vậy, chúng ta làm cái gì đó, đọc sách hay là ngồi máy tính các thứ, xong bụi bẩn nó lại lên mặt rồi, xong sau đó mới dùng serum kem dưỡng, thì mình thấy nó không hợp lý một chút nào cả.
Có nên vừa dùng tẩy da chiết hóa học và vừa dùng tẩy da chiết vật lý không thì câu trả lời sẽ là tùy vào mọi người. Ví dụ như mình chẳng hạn công việc của mình yêu cầu là phải test sản phẩm liên tục thì mình sẽ chia thời gian ra, mình sẽ không dùng vừa tẩy da chiết hóa học vừa tẩy da chiết vật lý trong cùng một ngày. Còn mình sẽ chia ra, ví dụ hôm nay mình dùng tẩy da chiết vật lý rồi thì mai mình có thể không dùng, hoặc là ngày kia mình mới dùng tẩy da chiết hóa học. Nói chung mình cách ngày ra, và cái này quan trọng nhất là mình phải lắng nghe làn da của mình. Còn mình nghĩ là mỗi bạn cũng nên có, nếu mà có điều kiện thì nên có vừa tẩy da chiết hóa học vừa tẩy da chiết vật lý, vì da nó cũng thay đổi theo thời tiết lắm. Thế nên lúc nào mình cảm thấy là da của mình cần cái gì thì mình sẽ sử dụng cái đấy. Ví dụ như bây giờ thì mình sử dụng tẩy da chiết hóa học hàng ngày hàng tuần, còn tẩy da chiết vật lý thì thường mình sẽ dùng tuần một lần hoặc là hai tuần mình sẽ sử dụng một lần tẩy da chiết vật lý. Một lưu ý cuối cùng đó chính là sau khi sử dụng tẩy da chiết thì hãy ngay lập tức cấp ẩm cho da bằng kem dưỡng hoặc là toner. Còn hôm sau mà đi ra ngoài trời thì chắc chắn là phải bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời, vì sau khi tẩy da chiết xong thì da của chúng ta sẽ nhạy cảm hơn với tia UV, dễ bị tổn thương hơn dưới ánh nắng mặt trời. Hàng ngày thì đương nhiên là mình vẫn khuyên mọi người là sử dụng kem chống nắng rồi. Tuy nhiên là đối với sau khi tẩy da chiết xong thì chúng ta hãy chú trọng hơn một chút xíu. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay rồi. Hy vọng chúng ta đã có một video hữu ích. Hôm nay thì mình không chia là da dầu, da khô, da hỗn hợp, bởi vì là nếu như hiểu về AHA, BHA rồi và nhìn tình trạng da của mình thì mọi người sẽ biết được là mình cần cái gì hơn. Thế nên tất cả những sản phẩm hôm nay mình chia sẻ cho mọi người thì đều là những sản phẩm mà mình đã sử dụng, đã cảm thấy hiệu quả ok trên da của mình rồi thì mới đưa ra cho mọi người. Vậy nên mọi người nếu vẫn chưa tìm được một sản phẩm phù hợp thì hãy xem lại cái video này để có thể chọn ra được một cái phù hợp cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Nếu có bất cứ một chủ đề gì đó liên quan tới skincare muốn mình làm thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết. Và nếu thấy video có ích thì đừng quên ấn like để ủng hộ mình và subscribe channel Queen để theo dõi được nhiều video trong tương lai nhé. Chúc mọi người luôn xinh. Bye bye.